Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Video này chúng ta sẽ tiếp tục với chương 4 tập 1 Khúc Độ Tử Uyên. Ok. Trước tiên thì chúng ta quay lên đây. Trên đây có một cái linh ẩn lại hương liệu. Chapter này liên quan tới một kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng. Để mình đổi cái hồ lô cái đã. Rồi, ok. Chapter này thì liên quan tới một kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng. Là Đường Tăng thấy có một cái ngôi nhà nhỏ bên sông ấy. Thế là Đường Tăng muốn đi xin cơm chay, tự đi xin cơm chay. Nhưng mà chẳng may là lạc vào cái bàn tơ động nơi mà có bảy con yêu nhện nhện ấy. Thì bảy con yêu nhện nhện ấy thì bị Tôn Ngộ Không đập chết 6 con. Còn một con thì chưa biết giới chứ tha mạng. Thì con nhện nó bây giờ nó đã già. Và nó đang ngày đêm đợi chư bát giới quay lại đây để mà ăn thịt. À, ăn thịt như thế nào thì mình không biết. Nhưng có vẻ như hơi nghĩ đen một chút. Ok, chúng ta lên đây tí lấy tí hương liệu. Quanh đây khá nhiều dược liệu hương liệu. Mình thì không nghiên cứu quá nhiều về Tây Du Ký của Ngô Thượng, nhưng mà về cái chuyện tình của Chư Bát Giới thì lúc trước khi nhìn nhận Chư Bát Giới tha mạng cho từng là tiên trên trời và được gọi là Hằng Nga. Thì đa phần tiên trên trời đều được gọi là Hằng Nga cả. Hằng Nga là một cái xưng danh ấy, là kiểu là tiên nữ thì gọi là Hằng Nga. Thì có cô tiên đấy thì thích Chư Bát Giới Thiên Bồng Thiên Sói, thì Thiên Bồng Thiên Sói khi ở còn trên trời chưa bị đày xuống. Nhưng mà lúc đó thì như Chư Bát Giới có để ý một người khác, một Hằng Nga khác. Nhưng mà vị Hằng Nga này đang cũng có tình cảm với lại một người có vẻ như là có chức khá là lớn trên thiên đình. Thì sau đó thì bị phát hiện, bị Chư Bát Giới phát hiện. Lúc này thì có một cái ai ta mình quên mất tên rồi nhỉ. Nói chung là tố cáo Thiên Bồng Nguyên Sói, tố cáo Chư Bát Giới để Chư Bát Giới bị đày xuống dưới hạ giới làm một con heo.
Và cái lúc mà chiếc giới trên trời nhìn nhìn khuôn mặt cũng rất là ưu tú, cũng không phải là xấu xí như con lợn như thế này đâu. À, mình nhớ tên rồi, đó là Vương Linh Quang. Vương Linh Quang là một kiểu một tiên trên trời ấy, có cái hình bàn tay, có hình bàn tay ở trên đầu. Và cái bàn tay đó có ý nghĩa là giống như tay của Ngọc Hoàng Đại Đế vậy. Luôn luôn kiểu thực hiện những cái nghĩa vụ trên thiên đình giao cho. Chỉ cần thấy Vương Linh Quang là coi như là có ý chỉ của tiên đế vậy. Cho nên Vương Linh Quang là một người rất là uy tín và có rất là nhiều tiếng nói ở trên thiên đình. Một người rất là hoàn thành tốt trong những cái nhiệm vụ mà thiên đình giao cho ấy. Rồi chỗ này có cái rương á, mình cứ để bát giới tới lấy trước. Đấy, sau đó là có rất nhiều nhện xuất hiện ở đây. Chúng ta cứ sơ sơ đập bớt nhện thôi. Cái con nhện này có một số con nó sẽ tự nổ, nhưng mọi người cẩn thận, nó nổ khá là đau. Không nhầm rồi, đấy nó nổ đấy. Đấy như mình vừa bảo, nó nổ rất là đau. Cho nên mình mới để làm cái linh ẩn như thế này này. Để khi mà bị mất máu thì mình uống bình máu rồi mình lấy linh ẩn nó hồi lại bình máu luôn. Tại vì mình biết thế nào mình cũng bị mất máu. Rồi chúng ta đi lên trên, tiến thẳng qua giữa. Ở đây có một con bắn cung nha. Người diệt diệt nó nhanh nhanh chút. Rồi, bên đây còn mấy con cào cào nữa. Thế mình nhớ như tụi nó là cào cào. Đây là tụi dạ xoa nhé. Và kinh phách của con dạ xoa này thì chỉ có buổi sáng chúng ta mới lấy được thôi. Sau này chúng ta sẽ quay lại đây để lấy cái kinh phách của con này. Từ nè, ở bên đây, bên đây. Bên đây còn một con yêu quái nấm nữa. Đây 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 giờ đi còn khá là nhiều cái con độc cào, cái con bọ trắng thì mình cẩn thận, nó là con kiểu quái thường nhưng mà khá là trâu. Con nhện cũng bình thường, khó chịu với những biết né. Và tí nữa sẽ gặp một con khó chịu hơn cơ, nó là con ruồi. Rồi để mình check lại thật kỹ nè. Ok, bên đây. Ở phần trước thì mình có ở chapter 3 ấy, mình đi mình có để phí hai cái rương, tí nữa mình sẽ quay lại lấy là nhiệm vụ của một con hồ ly mình vẫn chưa trả nữa. Tí nữa đến cái miếu nhỏ mình sẽ tele về chapter 3 để mình hoàn thiện cho xong. Ở đây sẽ có hai con cào cào như thế này. Và con cào cào này á nó có tỷ lệ con cào cào này nó có tỷ lệ rớt ra một cái nón, cũng là cái đầu của nó luôn ấy, thì nó tăng sát thương khi mà nhảy đánh. Thì mọi người có thể farm mấy con cào cào này rớt ra vật phẩm đấy nhá. Nếu mọi người may mắn thì nhanh, còn nếu xui thì phải farm đi farm lại cũng khá là lâu ấy.
Đây là vị trí farm cái con cào cào đó nha, mình có thể đi đi lại lại chỗ này để farm, sau đó dùng lệnh bài để dịch chuyển về tiếp tục vòng lặp như thế, khi nào rớt ra thì thôi. Ngay đây sẽ có một con cào cào nhảy xuống, cẩn thận. Từ từ nha, đánh cái con cầm cung vừa bắn ra, bắn tích độc ấy cho nên là phải dịp cái trước. Mình cứ xây côn thôi, nếu mà mình đánh thì nó có nó sẽ chạy rất là khó chịu. Rồi, rồi khá là xui không rớt ra. Có nhiều bạn chơi thì đánh phát rớt ra luôn, còn mình thì chắc là phải farm đây. Rồi mình cực kỳ ghét cái cơ chế phải farm đồ như thế này. À quên mất, bên đây có nhện. Trong đây còn con nữa. Xong chưa ta? Ok, cảm ơn bác giới. Ở đây có con yêu quái nữa chứ. Trời ơi, một ba bớp. Bác giới đánh văng một phát đây luôn con này ra ngoài rồi. Ok, xong. Rồi, chúng ta lấy linh ẩn và đi đến cái miếu nhỏ thôi. Còn linh ẩn trên đây chưa lấy nữa. Kiểu mình vội đi xuống đánh con cào cào khi nãy quá nên mình quên mất. À khoan, còn một con giả xoa nữa. Đúng rồi, đây này, nó đứng ngay bàn thờ. Đứng ngay miếng nhỏ. Có. Đấy, đây là vị trí cái miếng nhỏ mà sau khi đánh bại con boss giữa ấy. Ở đây có hai con boss chính. À, con nhện nó chính là con boss thứ nhất. Và boss chấp tới cuối đó chính là Bách Nhãn ma Vương ấy. Thì con đó đó sẽ là boss cuối. Ở đây. Mọi người cái giáp này tí nữa mọi người sẽ phải nâng nha. Nó cực kỳ lợi hại luôn ấy. Hiểu đơn giản thôi. Là cái giáp này khi mà mọi người gây sát thương ấy, hoặc là gây sát thương chí mạng sẽ hồi kỹ năng hóa thân và pháp bảo của mọi người. Kiểu nó sẽ tăng nguyên khí để mà hồi gì cái đấy. À, hiện tại thì mình vẫn chưa đủ nguyên liệu để mà nâng ấy, cho nên là tí nữa mình sẽ nâng. Rồi bây giờ mình sẽ dịch chuyển về chapter 3 để lấy một số đồ lại hoàn thành nhiệm vụ của con hồ ly luôn. Đây chỗ này. Rồi sau khi đánh bại bất không rồi thì mọi người quay về đây trả nhiệm vụ con hồ ly. Xem như là mình trả thù được giùm con hồ ly ở cái đoạn cutscene cuối chapter 2. Đây, đây là một món báu vật giúp mọi người duy trì thời gian biến hình. Biến hình là skill thứ tư ấy, khả năng biến hình của mọi người sẽ lâu hơn. Ok, bây giờ mình sẽ quay về cái chỗ mình thiếu hai cái rương. Mình lấy nốt. Ok, cổng chùa ngay đây, đúng rồi. Thank you.
Ok, chúng ta tiếp tục thôi.哟，二位贵客，怎来的这般迟啊？你们家夫人这次又没来吗？夫人碍于身份，不便在下界露面，但她心里一直记挂着各位，特差小的送来这份薄礼。夫人说了，盼仙姑早日康复。 早日上天一叙。夫人未来时事可惜，我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了，人被杀了，不如拿你两个顶缸吧。我们不过是办事的下人。 奶奶，这是扯什么笑话呀？猪八戒，我知你生的丑，怕见人，但也不用要顶着另一张猪脸哄我母亲吧。嗯。嗯。唉。 颜色，我老朱一身上火，这母亲也不知哪位，却得等着。好薄情的人，当年你在这岭上杀人放火，毁他清誉，如今却都不记得了。清誉，<笑>都做野妖精了，还有脸提什么清誉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。 罢了罢了，叫我一声好叔叔，老朱给你这份面子，去那破洞里见见故人。你乐意去也好，不乐意去也罢，可不由你了。给我老朱一把！啊！ 刚才就开了灯眼，用的用的这个法，什么法？叫做南无大悲咒。 Tại đam chúng ta hiện tại dùng cái thép này nó rất là to ấy, cho nên là cứ thoải mái cái dây đam như thế này cực kỳ đơn giản, chẳng có gì khó cả. Thank you.
你们这些昆虫，劈了人，劈穿了人衣，也只会这等阴损勾当。是是是，打比得上你天蓬元帅光明正大。那一位的师兄，我估摸着还没凉透呢。你这就又找了只仙猴子拜做师兄了？放你娘的屁！叫你母亲早早出来求饶，说是我念你年少无知，留你一条贱命。实话与你说。 东西就在盘丝洞里，若是怕了，就赶紧逃吧。你儿子便怕，这破洞，今日我一次给他铸平，看你们一窝再去哪里藏。哎， sau khi xong thì chúng ta tiến vào bên trong lấy cái đồ. Đoạn vừa rồi cái chỗ đánh cái con nhện khi nãy mình có thiếu item. Mọi người nhớ quay lại cái sân đánh con nhện khi lúc nãy để mà loot item nhé. Mình đã vô tình bỏ qua. Chỗ chúng ta bắt đầu có hai cái rương, một cái rương nhỏ và một cái rương lớn. Lấy xong rồi chúng ta ra cái miếu nhỏ ở đây thôi. Ok, ở đây có một cái vũ khí mới. Vũ khí này tí nữa mình sẽ nâng sau. Mọi người nên nâng bây giờ luôn cũng được. Nâng vũ khí này kết hợp sử dụng với lại những cái phép tinh phách khác thì nó cũng sẽ bù lại tí đam hơn. Và cái gậy này thì cần thêm kim tấn xa để có thể sử dụng được một cái gậy rất là ngon. Khi mọi người berry được kẻ thù ấy thì sẽ nhận được một lượng điểm côn thế rất là lớn luôn ấy. Rồi, hiện tại thì mình vẫn sử dụng phép cấm tự pháp tại vì đam nó rất là to ấy, giúp cho mình giết quái ở đây nhanh hơn. Lũ quái ở đây hiện tại rất là trâu, cho nên là mình phải dùng cái phép cấm tự pháp này để mà đi nhanh hơn. Còn để dễ dàng hơn thì mọi người sử dụng phép tinh phách ấy. Có một số phép tinh phách đóng băng rất là khó chịu, giúp mọi người qua nhanh hơn. Và thời gian hồi thì mọi người chỉ cần quay côn là nó sẽ hồi chiêu cực kỳ nhanh ấy. Ok, là tí nữa mình cũng sẽ lấy những cái phép tinh phách đó để mà đi luôn. Ở đây sẽ có khá nhiều nhện, mình cẩn thận.
À, mọi người để ý giùm mình cái vật phẩm này nhé. Khi mà mọi người đánh vào những cái túi trứng ấy thì nó sẽ rớt ra cái vật phẩm quan trọng này, và cần 3 món như thế để có thể xong được cái nhiệm vụ tinh phách. À, chúng ta sẽ lấy được một cái trứng trứng sâu, và khi mà chúng ta mang trứng sâu đó về đưa cho lão rồng ở trang viên của lão ấy, thì lão sẽ nuôi giùm chúng ta, và chúng ta chỉ cần mang cái vật phẩm quan trọng đánh từ cái túi trứng này để mà cho nó ăn. Ăn đúng 3 lần nó sẽ cho chúng ta tinh phách. Tinh phách là biến thành một con sâu. Và cái tinh phách này rất là ngon. Mọi người nhớ điều này nha. Kể. Rồi, ở đây sẽ có một vật phẩm ngâm rượu. Xây côn nha, đừng có đánh thường hay gì cả. Đấy, nó sẽ bỏ chạy ấy. Rồi, chúng ta lên đây trước. Trên đây thì chỉ có mấy con nhện này, đinh ẩn với lại một cái dược liệu thôi. Khoan đã, trước tiên phải đánh con này cái đã, và có linh ẩn nữa. Rồi, mọi người cố gắng xuyên xuyên farm mấy cái cục trứng này nha. Hút linh ẩn, đánh trứng. Đấy, đánh càng nhiều càng tốt, chỉ cần ra ba cái vật phẩm quan trọng đó là đủ rồi, không cần phải farm thêm đâu. Cho ăn 3 lần là chúng ta sẽ có tinh phách đấy thôi. Ok, cái thứ hai. Cái con này mọi người cứ đánh thường hết combo là nó ngã. Thế nếu mọi người có phép cấm tự phát thì chắc thương nó là to ấy, đánh phát là nó đi rồi. Hết combo là tự động đi thôi. Rồi, ở đây còn một con sâu khá là lớn nữa. Đây, cái túi của nó đây. Con này thì nếu có phép cấm tự phá thì phải đánh 2 lần trong combo bình thường. Đấy, cứ đánh như thế thôi, chứ không cần phải rắc rối gì. 2 lần chứ à? Làm thấp đấy. Ok, coi như 2 lần rưỡi. Rồi, sau khi xong thì mọi người nhảy xuống dưới đây nha. Đấy, chỗ này sẽ là chỗ cái miếu nhỏ đầu tiên. Đây là món bào chế khi nãy nè. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Ở đây có cỡ 2 con cọc cào nhé, mọi người có thể farm nó để có thể rớt ra cái nón của nó, kiểu cái đầu của nó, mọi người đeo vào để được tăng sát thương nhảy đánh. Rồi, nó có tỷ lệ rớt ra nên mọi người cố gắng farm. Rồi,
còn con đi đây nữa. Cố gắng đánh hết cái đống này coi nó có rớt món item ra không. Cái bọc trứng này thì có hai món item, một là món item tăng sát thương độc, còn hai là món item quan trọng dùng để cho cái con sâu ăn để chúng ta lấy tinh phách của nó. Đấy, chỉ như thế thôi. Và cái món item tăng sát thương độc thì nó sẽ ra ba món rồi nó sẽ không ra nữa nhé. Nếu ai mà ra được bốn món thì chắc là hên nhỉ. Mình thì chưa ra bao giờ. Rồi, chúng ta đi nhảy xuống đây nhá. Dưới đây sẽ có một cái đường ẩn nè, đánh con nhện này cái đã. Okay. Kháng độc luôn rồi, uống thuốc kháng độc cái. Ok, đây rồi. Ôi, nãy giờ chưa xài phép cấm tự pháp luôn. Ở đây có rất nhiều mấy cái bọc nhện như thế này thì mọi người có thể đánh thường để mà farm linh ẩn cũng được, nhưng mà riêng chỗ này nhá, mọi người đánh hết cái chỗ này sau đó đi vào trong đây, nó có một cái rương trong đây nè. Có mấy cái túi nhện như thế này, kiểu có hai cách để mà đánh. Một là mọi người cứ đánh thường như thế này, còn hai là tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người cách một phát ăn hết cả lũ này luôn. Nhưng mà chỉ có một khu như thế thôi, tại vì phải hồi chiêu thì chúng ta mới làm được như vậy. Và đó cũng là cái cách để mà farm linh ẩn và farm level ở đây. Những nhện okay. Mình sẽ đánh một chút xíu. Mọi người nên đánh trước nha, để có được cái phúc chuyện của cái túi bọc này. Chỉ cần đánh một con là được, nhưng mà mình nghèo đố khỉ quá nên là mình đánh thêm. Là tí nữa mình cũng không muốn farm linh thủy để làm gì, tại vì mình muốn mình level phải vừa đủ á. Và yếu nữa thì mình mới kiểu làm hướng dẫn cho nó trọn vẹn được. Còn nếu như mà cấp của mình quá cao, cấp của mình quá cao thì lúc đó mình mạnh điên rồi thì mọi người có thể sẽ có những bạn không cấp cao như vậy, cho nên là có làm hướng dẫn cũng như thế thôi. Thôi đánh như thế chắc cũng đủ rồi, đi thôi. Mọi người có thể ở lại đánh thêm, nhưng mà mình khá là lười. Con này cứ xoay thôi. Đánh mấy con này có tỷ lệ rớt ra mấy cái miếng vàng ấy, giúp cho mọi người có thêm thu nhập tinh khủng để mà nâng cấp vũ khí hoặc là nâng cấp tinh phách sau này. Tại vì mỗi lần nâng cấp tinh phách đó, nó sẽ tốn rất nhiều linh ẩn, cho nên là mọi người cố gắng farm farm được một chút xíu, cũng như mà yếu tiền đó. Nhưng mà tới giai đoạn này thì chắc là tiền bạc không còn quan trọng nữa, tại vì chúng ta sắp tới bãi farm linh ẩn rồi. Trên đây vẫn còn một cái linh ẩn nữa. Mọi người ở đây sẽ có bốn con bọ cạp như thế này, và khi mọi người đánh đủ bốn con ấy thì sẽ được một cái thành tựu, và nên dùng thuốc kháng độc để đánh con này nha, tại vì đam của nó đã to rồi mà mọi người trúng độc nữa thì rất là khó chịu. Đấy, rất chi là khó chịu.
đam nó rất là to nên cẩn thận. Mình dùng cấm tự pháp để mà đè đam đánh cho nó nhanh. Mình có thể dùng phép tinh phách để mà đóng băng nó lại đánh cho dễ cho được. À, ở đây thì có bốn con bọ cạp như thế này. Bốn con bọ cạp này là bọ cạp con của một con bọ cạp chúa. Và con bọ cạp chúa đó sẽ là một con boss trong cái map ẩn. Con đó là con cha của bốn con này. Và vị trí của bốn con này thì nó nằm rải rác ở ngay cái bàn tơ động này. Nó có cốt truyện khá là thú vị. Là theo bình thường thì ở cuộc sống của chúng ta thì trọng nam khinh nữ, nhưng mà ở với mấy con yêu quái này thì nam là phải sinh cho con bọ cạp cái ấy, một con bọ cạp cái, không được sinh bọ cạp đực. Nếu như sinh bọ cạp đực thì gọi là sẽ bị thất sủng. Thất sủng ở đây là không được coi trọng ấy. Thì bọ cạp đực là phải, bọ cạp cái là lúc nào cũng phải đi tìm bạn tình để mà sinh cho mình một đứa bọ cạp cái. Còn nếu sinh bọ cạp đực là sẽ bị thất sủng. Và con bọ cạp cha có danh xưng là độc địch đại dương. Và nó chỉ sinh cho cái con bọ cạp cái đấy là bốn con bọ cạp đực thôi, không sinh được con cái nào hết cả. Cho nên là độc địch đại dương bị thất sủng. Ok, ở đây thì mọi người lấy cho mình là đâu nhỉ? Cái con lửa đâu ta? À, đây rồi, cái con chuột lửa này nha. À, về pháp lực thì từ từ đã, để coi nào. Mình phải nhập lại đỉnh linh quang cái. Bây giờ mình sẽ hồi hết điểm cấm tự pháp để lấy cái vòng lửa. Thiếu điểm rồi, để mình đi trừ bớt điểm xem có chỗ nào không. Chắc là farm tí nên thôi bỏ này ra đi. Rồi mọi người cộng full cho mình cái dòng lửa nha, để tích điểm nộ côn. Rồi sau đó là mình chọn xem cái vòng lửa thiếu gì nữa không ta. À đây rồi, đây con này nha. Con này là khi mọi người đánh ở chapter 2 ấy, thì sẽ được nó đấy. Và báu vật thì mọi người tăng thêm điểm linh ẩn. Đây. Chắc là đầy đủ rồi nhỉ. Rồi nghỉ ngơi để hồi lại tinh phách. Rồi ngay đây mọi người đi thẳng tới cái chỗ nhiều cái túi nhện này. Đây là chỗ farm linh ẩn đấy. Đây mọi người đứng ngay chính giữa. Trước tiên chúng ta đặt cái này các bạn. Rồi vẽ cái vòng. Rồi chúng ta biến thành con chuột. Đấy, khi đứng trong cái vòng này thì con chuột nó sẽ được kích nổ ấy. Và chúng ta đợi khi nào con chuột nó đầy lửa nhá, mới đứng trong vòng. Để nó chém không sao thì mình để ý làm gì. Đấy, khi mà đầy rồi ấy, mọi người kích hoạt cho mình chiêu cái bố. Nó sẽ nổ tung lên đấy, và tất cả những chỗ này nó sẽ tiêu diệt hết, và mọi người sẽ được một lượng điểm linh ẩn rất là lớn cộng lại level. Đấy, đây là bãi farm nha mọi người. Mọi người có thể quay lại đây để farm.
Sau đó là ra đây nghỉ ngơi lại tiếp tục chuỗi combo đấy thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị vào đánh con boss rết này. Cái con boss này ấy, thì mọi người chỉ có thể lấy được cái găng tay của nó bằng một cách duy nhất này thôi. Và nếu như mọi người không lấy được á, mọi người sẽ sang New Game cộng để mà lấy. Cho nên là mọi người nhớ chú ý nha, cẩn thận điểm này để kẻo bị thiếu, phải chơi New Game cộng mới có được. Thì chắc chắn là chúng ta phải chơi New Game cộng mới đầy đủ đồ thôi, không có thể nào mà chạy được ấy. Cho nên là chỗ này nếu mọi người có lỡ bỏ qua rồi ấy, thì cứ cứ chơi New Game cộng là sẽ có thôi. Mình sẽ sắp đặt lại một chút xíu, mọi người phải dùng điểm định thân này. Phép biến hình thì mình đổi cái khác đi, cái nào cũng được, nói chung cái nào cũng được, tùy mọi người. Hoàn là cái này cái để mình cộng full vào hết điểm định thân. Rồi, full điểm định thân, tăng thêm thời gian định thân. Côn xây thì tí nữa mình cộng cũng được, nhưng mà tới đây nhiều điểm quá. Để trừ bớt cái này cộng full kiếm côn xây. Rồi xây để hồi cái chi tinh phách này. Vẫn thiếu hai điểm, mà kệ đi. Để coi nè, hình như là rồi, đúng rồi, mình chưa nâng cấp tinh phách này. Mọi người cứ nâng full lên nhé, để tăng tỷ lệ bị đóng băng. Nhiều khi tinh phách của mọi người quá yếu, cho nên là kẻ thù quá mạnh dẫn tới kiểu không có đóng băng được con boss ấy. Cho nên là mọi người nên nâng full để mà tăng tỷ lệ đóng băng được boss. Có nhiều con nó rất là mạnh, kiểu đóng băng của nó còn một chút xíu nữa là đóng băng được ấy, cho nên là khá là khó chịu. Và cái này nguyên khí của nó cũng khá là cao nữa. Đây, đây là chỗ con boss ẩn dẫn chúng ta đến map ẩn. Nó đang luyện công trong túi này nè. Rồi, đánh tới một hồi thì gã sẽ tự chui ra. Đây, bây giờ mọi người chú ý nha, gã đằng sau lưng có rất nhiều cánh tay. Mọi người đừng đánh trước mặt, mọi người chỉ duy nhất đánh đằng sau lưng của gã thôi. Tại vì khi chúng ta đánh sau lưng, chúng ta sẽ được một vật phẩm là găng tay, rất là ngon. Nếu mọi người bỏ qua thì chỉ có thể chơi New Game cộng mới có được thôi đấy. Phải chơi lại. Rồi, bây giờ định thân ngay lập tức dòng ra sau lưng, đánh vào phần sau. Rồi, khi đánh một phần sau rất là có tay rồi thì chúng ta sẽ mất rất nhiều máu. Sau đó là đóng băng lại và chạy ra sau lưng tiếp và đánh vào phần sau. Ok kìa, sao vậy ạ? Mọi người nhớ chú ý nha, đừng có đứng sát quá với cái chỗ sân đánh boss như thế này, kiểu mình bị kẹt ấy. Và cố gắng nha, cố gắng né đòn, cố gắng sinh tồn, chỉ đợi điểm định thân thôi, chỉ đợi định thân hồi. Khi định thân hồi, chúng ta đã định thân rồi, sau đó đánh sau lưng, hoặc là hắn ta có một cái đòn để chì lưng cho người đánh nữa. Đây rồi, không phải. Đây đòn này đây. Đấy, hắn ta sẽ cắm kiếm dưới đất và chìa lưng cho người đánh. Cái này mọi người tranh thủ đánh vào sau lưng. Đấy, đừng đánh nha. Đấy, đánh sau lưng. Đấy, cứ đánh sau lưng thôi. Nếu mọi người cảm giác như là mình lo sợ là sẽ fail ấy, mọi người có thể tự sát và ta làm lại, không sao cả. Đấy, chúng ta sắp hồi phép định thân rồi. Thường thường sẽ nhanh hơn, tại vì cái điểm tinh phách của mình nó sẽ giúp cho mình lấy được thêm một cánh tay. Vừa vào là định thân là một tay, tinh phách là một tay nữa. Đấy, đầu này này. Đấy,
Đấy, đánh thật là đau rồi. Đấy, nó sẽ rụng mất một tay và mất máu rất nhiều. Ta lại hồi hết định thân. Nhớ đợi hết chuỗi combo rồi hãy định thân nha. Kiểu hắn ta bay trên trời thì định thân trên trời cho nên là không được. Như mình bảo cái kinh phách này nguyên khí thì nó phải dồn rất là lâu, tại vì nguyên khí của nó khá cao ấy. Cho nên ở giai đoạn này thì tỷ lệ chí mạng mọi người không cao thì dồn cái điểm nguyên khí của con tinh phách dơi này nó cực kỳ chậm. Mình cứ thoải mái thôi, đòn cứ đập đi đập lại bạn. Và chúng ta lại tiếp tục để phép định thân. Đấy, chiều lưng thì cứ cho một chọt nữa. Lúc này thì gã còn một cánh tay cho nên là không có mất máu nữa. Mình phải đợi chúng ta đánh rụng cái tay, rụng cái mặt. À, ok. Rồi, giờ hắn ta chỉ còn hai cánh tay thôi. Mọi người chỉ nhận được duy nhất ở chỗ này thôi. Rồi, chúng ta sẽ được găng tay. Cái găng tay này rất là tốt nha. Cái găng tay này khi mọi người gây sát thương chí mạng á, sẽ tích độc thương lên kẻ thù, là kẻ thù sẽ bị trúng độc ấy. Rất là tốt. Một trong kiểu những cái găng tay khá là tốt ấy. Đây, mình trang bị vào luôn. Khi gây sát thương chí mạng sẽ tích độc cho kẻ thù. Rất là ngon. Rồi, mọi người cố gắng làm thành công nha. Còn không thì new game cộng thôi. New game cộng thì chúng ta mới full được item ấy. Nhất định là phải chơi new game cộng. Còn nếu mọi người chỉ trải nghiệm game thôi thì tới khúc này không nên bỏ đâu. Sau đó thì mọi người đi sang bên đây. Bên đây chúng ta vẫn chưa đi hết. Với lại chỗ này sẽ là một con đường tắt dẫn tới một cái miếu nhỏ khác nữa. Nói chung là cái map này đi khá là rối, tại vì nó có một địa điểm quan trọng. Muốn đi đến đó là luôn luôn có hai đường ấy. Mọi người có thể đi một đường để đến. Nếu mọi người cần full đồ thì đi full luôn cả hai đường. Lần này mình sẽ đi full hai đường cho mọi người có full tất cả đồ. Nó rối tại vì nó có nhiều đường thôi, chứ cũng chả có gì gọi là rối rắm lắm. Nó còn đỡ hơn chapter 3 chán. Chapter 3 thì khó đi, là vì cây tùm đã vậy còn tuyết phủ khắp nơi. Rồi, đập con này xong. Chúng ta chạy ra lấy linh ẩn. Rồi, mọi người chú ý điểm này nha. À, mọi người nhảy xuống đây sẽ là cái chỗ này chúng ta đánh con bọ cạp. Chúng ta có thể đi tiếp. À, quay về cái miếu nhỏ kia. Và điểm này. Ngay đây, mọi người nhảy xuống. Đây, mọi người lấy thêm được một cái dược liệu nữa. Và phía dưới sẽ là một cái miếu nhỏ. Rồi, ở đây sẽ có một con bọ màu trắng. Và cái bên nó sẽ có thêm một con châu chấu kiểu bắn cung nữa. Mọi người đánh con châu chấu này trước nhé. Cứ xoay côn nữa thôi. Mọi người phải đánh nó trước nhé. Không thôi là đứng sau bắn lén mọi người. Rồi chúng ta thoải mái chúng ta ra đánh con bọ này thôi. Rồi, và thế chúng ta hoàn thành được đường tắt thứ nhất. Bây giờ chúng ta đi con đường thứ hai, là con đường đầu tiên khi chúng ta đến đây. Là có một con đường không phải đường ẩn như thế này. Giờ chúng ta dịch chuyển ngược về đấy.
Rồi, bây giờ chúng ta đi con đường tiếp. Khi nãy còn dang dở khi chúng ta nhảy xuống con đường ẩn ấy. Rồi, mình cần farm với tụi này chút xíu tại vì mình vẫn chưa ra được cái mặt nạ của tụi nó ấy. Còn ai ra rồi thì có thể bỏ qua nhé. Còn chưa ra thì nên siêu một chút đánh để có được cái vật phẩm này. Kiểu nó khá là khó ra ấy. Còn một con nữa để mình thử vận may luôn. Đấy, đây là cái báu vật mình nhắc đến này. Khi mọi người đánh mấy cái bọc này cũng rớt ra được cái báu vật này nữa. Và rớt ra được 3 lần nha. Mình có thể lấy 3 món như thế để mình tích độc dây độc cũng được. Nhưng mà đa phần thì ở đây toàn là bọ không ấy. Có một số con nó không bị tích độc. Cho nên là dùng ở đây không có thích hợp cho lắm. Nhưng mà nó sẽ khá là lợi hại ở chapter sau. Đây, con này đây, nó là con ruồi. Mọi người cố gắng đánh nó thật là nhanh. Đấy, nó né đấy, rất khó chịu. Rồi. Vậy là đầy đủ. Mình đã có 3 món vật phẩm này, như thế là đủ rồi. Và tí nữa mình sẽ quay về trang viên của ông rồng già để mà đưa cho ổng. Ở đây là vật phẩm sát thương gây độc nè. Thì nó vẫn còn ra nữa, vẫn còn ra thêm 2 lần nữa. Ở đây nó sẽ có 2 con nhện nha. Ở trên một con này, ở trên đầu mình còn một con nữa đâu nhỉ? À đây đây. Mọi người dụ từng con xuống. Đánh từng con cho đỡ bị đông băng. Rồi lần lượt như thế. Để mình lên đây mình đánh cái con này trước đã. Rồi xong. Mấy con cầm cung này rất chi là khó chịu. Mấy con nhện này nó còn bắn từ xa. Rồi, mọi người đi vào trong đây, bên trong đây còn một tinh phách nữa chúng ta chưa lấy này. À, cái con bọ màu trắng ấy, nó còn cầm song đao bọ. Đây, tinh phách của nó. Yeah.
chi là chật vật. À, cái rương này cũng rất nhiều đồ ngon nữa. Nó có kim sấn tâm, cái này dùng để nâng vũ khí lên đó. Đây còn một con nhện nữa. Đây rồi. Và dược liệu. Cố gắng nhặt để rớt ra hạt giống nha. Nó cũng là một thành tựu ấy. Đầy đủ hạt giống thì mọi người sẽ được ông rồng tặng cho một món bảo vật ngâm rượu nữa. Rồi khi chúng ta nhảy xuống dưới đây thì chúng ta sẽ quay về cái miếu nhỏ khi nãy chúng ta kích hoạt. À, vậy là chúng ta đã xong con đường thứ hai, con đường cuối cùng ở phần trên này. Đấy, nó chia ra làm hai đường và nó đều dẫn về một điểm. Đấy, nếu mọi người mà còn thiếu máu hay gì có thể ngồi nghỉ ngơi, còn mình thì còn đầy, nên mình đi tiếp. Ok, đường này tí nữa mọi người hãy đi nha. Mọi người đi trước đường này giùm mình. Tí nữa chúng ta sẽ đi một con đường vòng quay lại đó thôi mà. Chứ chả có cần gì phải đi trước đi sau đâu. Với lại mọi người nên đi trước con đường này. Tại vì nó có một cái con bắn cung ấy. Nó đứng ở trên mà nó bắn xuống dưới. Thì mọi người lên đây, mọi người đặt phía trước đi, ở dưới nó sẽ thoải mái hơn. Đây, cái con chuồn chuồn này đứng ở trên bắn cung rất khó chịu. Rồi, xong. Ở đây nó chia ra hai đường. Và nếu như mọi người còn full đầy máu ấy, full bình máu ấy, thì lên lên trên đây trước. Trên đây chúng ta sẽ lấy tinh phách của cái con bọ cạp. Con bọ cạp một trong bốn người con của độc địch đại dương ấy. Trên đây sẽ là tinh phách của nó. Và con này nó rất chi là trâu ấy. Tại vì nó là tinh phách mà đam của nó cũng khủng nữa. Cho nên là trước khi đánh nó thì mọi người nên phá mấy cái bọc xung quanh này trước. Để tí nè. Để nó đi qua cái đã. Ở đây có mấy cái bọc. Trong cái bọc nó sẽ nổ ra con nhện ấy. Cho nên là nên đánh mấy cái bọc từ trước, mấy cái bọc to to. Đấy, nhớ đập bọc nhanh thật nhanh nha, để nó nổ ra nhện. Đấy. Nếu mọi người đập bọc nhanh ấy, thì nó sẽ không nổ ra nhện. Rồi nhớ đánh hết bọc và hãy đánh nó. Không thôi là mọi người sẽ bị gan ban cực khó chịu. Và cái con tinh phách này đam nó cũng to nữa. Đấy, và thế là xong. Khi mà xong hết rồi bắt đầu chúng ta lao vào đánh nó. Đấy, mình thấy sao nó cực kỳ khủng luôn. Rồi mình đợi tí nè, mình cần uống thuốc giải độc lên. Thì lỗi rồi, chuẩn bị hơi bị thiếu. Chật vật đánh nó xong thì mọi người sẽ được một vật phẩm ngâm rượu. Và vật phẩm này rất quan trọng cho lối build độc sau này nha. À, mọi người có thể sử dụng những cái tinh phách gọi là đóng băng để đánh nó dễ dàng hơn cũng được. Còn nếu không mọi người có thể sóc đam nó bằng cấm tự pháp. Thì đam mọi người sẽ to hơn, đánh sóc đam và đỡ né hơn. Chỗ đam to đánh cho nó qua mau. Rồi, chúng ta lấy cái đồ để nâng cấp bình hồ lô. Lạc già hương đằng. Rồi đó là đi xuống dưới đây.
cứ đi xuống dưới đây trước nha. Ở trên còn đường nữa, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ đi sau. Bên đây mọi người có thể đấm mấy con nhện này để lấy thêm linh ẩn cũng được, hoặc là có thể bỏ qua, tùy mọi người thôi. Nhưng mình nghèo quá nên mình phải đánh tí. Ok, đó mọi người đi hướng còn lại. Rồi, đừng quan tâm mấy bọc làm gì, đánh mỗi này. Ok, bỏ qua hết nha. Kiểu đánh cũng được, đánh có thêm linh ẩn, với lại có mấy tỷ lệ rớt miếng vàng lụa nữa. Rồi, sau khi đi được một con đường vòng thì mọi người quay về cái chỗ hai cái lồng đèn còn lại. Và đây sẽ có đoạn cutscene. Tôi 不妨进去寻寻。Rồi, trong tay thì có rất nhiều rương nhá, và một số đồ quan trọng, trong đó có cái bình hồ lô. Bình hồ lô này xài cũng được mọi người ạ. Còn lại thì đa phần thì chúng ta chỉ xài bình hồ lô đầu tiên của game thôi. Và mọi người nên nâng cái bình hồ lô đầu tiên của cái game lên cộng 8, cộng 9 là cao nhất, để sau này chúng ta mở khóa được một cái bình hồ lô ngon hơn. Đấy, cứ mở hết rương là được. Đây đồ khá là ngon, nhiều đồ. Đây bình hồ lô đây. Và cái ở đây quan trọng hơn hẳn chính là món item này. Đây là con sâu mà chúng ta có thể hóa thành. Đấy, mọi người dùng con này để tích đầy nổ trước khi vào đánh con sâu đấy. Con sâu nó dễ có chữ lắm. Ta sẽ được một món vật phẩm là cẩm lan nguyên thể. Cái này khi mọi người mang về trang viên của ông đồng dài, mọi người đưa cho ông ta, sau đó là ông ta sẽ thiết sẽ để cho mọi người một cái con tầm, ông sẽ nuôi cho mọi người con đấy. Đây, và kết hợp với lại ba cái món vật phẩm mà nãy mình đánh mấy cái túi nhện ấy, sẽ nuôi nó lớn thành to như thế này để chúng ta có thể lấy được tinh phách của nó. Và cái con tinh phách này nó khá là ngon nha. Nó sẽ tạo ra một cái bãi độc, và bất cứ ai đứng ở trên bãi độc đó đều bị trúng độc, trừ người chơi, trừ con khỉ. Và nó sẽ duy trì độc liên tục đó. Mình gây được sát thương từ ở đây. À, mình đang nói cái quái gì thế này. Mình nhận được món bảo vật gây sát thương độc thứ hai. Hồi nãy mình quên đánh con này với lại lượm vật liệu ở đây. Rồi, tiếp theo chúng ta lại quay về cái đường này và đi cái đường bên đây.
Đường này khi nãy chúng ta đánh con bò cạp tinh phách này. Bây giờ mọi người đi đường này á. Đường này nhiều đồ quan trọng hơn. Nên chúng ta đi trước. Đấy, theo vị trí con nhện này sau khi mọi người đánh xong. Đấy, mọi người nhìn sang bên trái. Nó sẽ có rất nhiều túi nhện ở đây. Bên trong có đường và một tinh phách nhện. Tinh phách con nhện khi nãy chúng ta vừa đánh luôn ấy. Để mình tranh thủ khi có 4 điểm nộ côn đâm nó cá cho người ta. Ok, chúng ta sẽ được tinh phách của nó. Mình tự nốt nha. Ở đây còn khá nhiều mấy con sâu như thế này, nhưng mọi người đánh xong hãy lượm tinh phách, chứ mình cứ lỡ bị mất máu rồi xuống hồ lô. Xong. Mòn dạ. Bỏ qua đi, đánh mấy con này mệt mỏi quá. Chỗ này có rất nhiều túi như thế này. Ui. Rồi ok, vậy là mình full. Mình full 3 món gây sát thương độc rồi nhé. Ở trên thì có cái con bắn bắn đấy, mà mình cứ kệ tí nữa mình chúng ta sẽ đi đường đấy thôi. Rồi bỏ qua tụi nhện này, cố gắng chạy thật nhanh lên đấm cái con cầm cung này cái đã. Kìa yeah, sao không? Okay. Khá là phiền. Rồi trên kia còn một cái rương nữa. Tí nữa chúng ta sẽ đi đường khác để lên đó lấy. Ở đây đến tận kiểu hai đường để đánh boss luôn ấy. Nó chia ra hai đường. Mình không biết mình phải làm gì, nhưng có nghĩa là giống cảm giác như là nó sẽ đa dạng đường đi hơn. Rồi ở đây có cái bàn thờ nhỏ. Mọi người kích hoạt bàn thờ này và chúng ta vào chuẩn bị đánh boss thôi. Đây, cái đuôi nhện đây. À, khi uống hồ lô, mọi người sẽ vào cái trạng thái gọi là bị trúng độc ấy. Và khi ở trạng thái trúng độc này có thể kích hoạt rất nhiều sát thương từ một số vật phẩm sau này. Sau này sẽ có một cái gậy. Cây gậy tăng sát thương khi một người bị trúng độc ấy. Và ở đây nếu mọi người đầy đủ đồ rồi ấy, thì có thể nâng cấp full bộ này giùm mình nhé. Bộ này cực kỳ ngon luôn ấy. Và chúng ta sẽ dùng bộ này để đánh boss lớn sau này luôn. Ok. À, để mình nâng cái cây này lên cái đã, nó tăng thêm tỷ lệ chí mạng. Cây này thì chưa đủ. À, mọi người thích thì có thể nâng. Rồi, chúng ta cần cây này, chúng ta cần tỷ lệ chí mạng. Okay, nhập là điểm liên quan. Bây giờ mình sẽ không chơi cấm tự pháp nữa. Rồi mình sẽ chơi định thân và tinh phách. Mình sẽ quay lại lối chơi xây côn. Hồi tinh phách. Pháp bảo cái kiểu. Lối chơi rất thú vị và khá là nhàn. Rồi đổi thế đập luôn. Mình cầm giáo thì mình chơi thế đâm thôi. Tại vì nó cây thêm sát thương ấy. Còn nếu không cầm giáo thì thế đập vẫn ngon nhất mọi người ạ.
Ok, đây rồi, chúng ta trang bị con dơi này vào nhé. Con dơi này cực kỳ lợi hại với cái bộ build như thế này. Bình hồ lô. Ok, mình vẫn xài hình hồ lô cũ. Và cái bình hồ lô xanh đó sau này ở chapter 5 chúng ta sẽ dùng nó, tại vì nó có khả năng kháng lửa. Và ở chapter 5 thì có rất nhiều quái gây sát thương lửa. Mình quên ngồi nghỉ ngơi để hồi tinh phách rồi. Thôi kệ không sao, mọi người chỉ cần quay côn thôi là có thể hồi tinh phách đến hồi khá là nhanh. Đấy, gây tỷ lệ chí mạng nhiều hơn thì còn hồi càng nhanh hơn nữa. Nói chung là nó dựa vào sát thương của mọi người gây ra, sát thương càng cao thì tinh phách hồi càng nhanh. Tinh phách với lại bảo vật thì nó được tính chung là điểm nguyên khí. Và điểm nguyên khí thì được hồi dựa theo sát thương. Và ở đây là vị trí của con boss đây. Ok. Chúng ta cứ dùng những cái bộ combo này để vào mình đánh boss thôi. Rồi ok, trước tiên nhá. Cách xin. Né trước quá. Hóa bằng nó ngay. Đấy. Vào quay côn. Hiện tại thì cách xin khá là thấp nên là điểm tinh thách này không nhiều. Đầy đủ điểm thôi. Thân lại rất tốt. Chúng ta hồi điểm chính sách về càng tốt, nhanh càng tốt. Đấy, đóng băng tiếp. Rồi vào xây côn. Nó chơi khá là nhẹ. Xây côn hồi điểm nổ côn, hồi chính sách. Thế thì lại đập. Đấy, lúc này nha, nó sẽ gầm lên rồi mọi người sẽ bị choáng. Lúc này mọi người cố gắng bỏ chạy. Nó sẽ gọi con của nó ra. Và mấy con này phải nói là một khi đã bị trúng rồi mọi người sẽ bị xì tu tới chết, cho nên mình cố gắng chạy nha. Có thể sử dụng tụ hình tán khí để né vậy. Im nào thầy cô để họ tính thắt rồi hết cái đóng băng tiếp. Boss sẽ bị nó nghiêng im liên tục luôn rồi, cứ tay thôi, tay khi nào nó hết đóng băng thì mọi người dùng điểm cô đập nó thôi. Đây mà một cái lối chơi kết hợp với pháp bảo rất chi là khó chịu và OP. Mình có thể dùng phương pháp này để mà đối đầu với đa số tất cả các boss luôn. Chỉ trừ những con boss không thể bị đóng băng thôi. Có một số con khi một người dùng thì nó không bị đóng băng ấy, hoặc là nó quá khỏe, chỉ số kháng băng của nó quá cao cho nên là dùng cái phép con dơi này thì không thể đóng băng được nó. Và dùng lệnh bài dịch chuyển thôi. Rồi, ở đây thì vẫn còn đường chúng ta chưa đi tiếp ấy. Cho nên là chúng ta đi cho nó xong. Ở đây có tên tận hai đường dẫn tới chỗ boss được. Đập bạc vào xây cô. Mấy khá là nhàn, có thể dùng để đi trên đường. Con nào khó quá cứ đứng nghiêng nó lại rồi đứng xây côn thôi. Đừng đánh thường làm gì nhá, xây côn chúng ta sẽ gây sát thương liên tục ấy. Cho nên là nó sẽ nhanh hơn. Đây là cái đường khi nãy chúng ta đi lên chỗ mấy tụi lồng đèn này. Hai cái con lồng đèn nói đại hỷ đại hỷ. Rồi mọi người đi ra ngoài đây. Đi đến cái chỗ mà chúng ta đánh con tinh phách bọ cạp ấy. Ở đấy còn đường chúng ta chưa đi. Và còn một số vật phẩm này. Và còn một lá bùa. Ở đây có đến tận 4 lá bùa. Phong ấn cái chỗ này. Okay. Đấy, cái trứng này nó sẽ nở ra con nhện này, nếu mà người không đánh. Nếu mà người không đánh lúc đó thì nó sẽ hợp tác chung với con bọ cạp, gan bang, khó chịu cực kỳ luôn.
Đây cái rương đây rồi. Mình đang kiểu nhớ coi coi cái rương nằm ở đâu. Ok, công thức chế thuốc. Ở đây còn linh ẩn nhưng mà trước tiên phải đấm con nhện này cái đã. Oh, come on. Đấm băng lại cho đỡ nhọc. Đấy, khi mà mọi người bị trúng độc hay là như thế nào ấy, mọi người biến thành con dơi này phát là mọi hiệu ứng mất hết luôn. Kiểu khi mọi người biến hình ấy, mọi người chuyển sang một cái thân thế khác ấy, thì những cái hiệu ứng cũ ở trên thân thế cũ thì nó sẽ mất hết. Trong đây là có một cái ấm rượu. Và trên đây thì có một lá bùa. Và cái lá bùa này á, nó có bao gồm 4 chỗ có lá bùa. Ở đây thì có hai chỗ cực kỳ gọi là kiểu hơi khó lấy thôi. Đấy là chỗ này. Và nó phong ấn những yêu nhện nhện ở đây không được thoát ra khỏi cái động này, kiểu cái khu vực này ấy. Khu vực này được giăng bởi 4 chỗ có để lá bùa này, giống kiểu giam cầm mấy con yêu quái ở đây không cho tụi nó ra ngoài. Và tí nữa chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của cô nương nhện này. Đây là cô nương nhện đã chửi vào mặt độc địch đại dương là gã bám váy đàn bà. Kiểu khá là chất luôn, nhưng mà rất là muốn thoát khỏi nơi này, rất là yêu sự tự do. Ở đây chả khác nào một cái lồng cả, cho nên là hiện tại chúng ta đang làm nhiệm vụ để mà giải thoát cho cô ấy. Ok, ở đây là vị trí đầu tiên. Ở bên trong có một con nhện, mình có thể đứng ở đây giữ khoảng cách cho nó không ra ấy. Đấy, thể đánh thêm để mà có thêm kinh nghiệm, thêm linh thuận. Khi mà bỏ điểm cấm tự pháp ra là mọi người sẽ cảm giác như là sát thương yếu đi hoàn toàn luôn, nên là cứ làm quen thôi. Nhưng mà so với lại điều đấy thì chúng ta có rất nhiều điểm khống chế, tăng khống chế, định thân khống chế nè, đánh boss thì không nhất thiết là phải né luôn ấy, chúng ta có thể dồn đam và đóng băng boss liên tục. Nên đây là kiểu chơi khá thú vị và không có nhàm chán như là cấm tự pháp. Cấm tự pháp thì bật lên thì mọi người sát thương to thì có đánh chay thôi chứ cũng chả có gì đâu. Một lần ấy da. Sao mà nó cầm kềm thế nhờ. Đây, thắt ra cho nó dễ thở đi. Đứng im. Nó chả khác nào phép định thân cả, nhưng mà nó còn lâu hơn cả phép định thân cơ. Ở trên đây thì mọi người sẽ có một chỗ để mà ngồi thiền định nữa. Cho nên đó lý do tại sao mình quay lại đây để mà đi cho nó đủ. Nói chung là đường nào cũng nên đi đủ mọi người ạ. Đi đủ thì mình mới có đủ đồ. Đấy mọi người cứ nhiệt tình nha. Cái trò quay côn này luôn luôn phải quay. Ok hả? Xuống đi mà. Đấy. Chưa chết để trâu thế. Đấy là lý do tại sao mình dùng phép cấm tự pháp khi đi ở cái chapter này. Mấy cái con quái ở đây nó cực kỳ trâu. Rồi chúng ta ngồi thiền định thôi.
Ok, để mình cố gắng kiếm điểm để mình cộng hồi thể lực cái ta. Game này thì thể lực là trên hết, tại vì mình chơi lối chơi xây côn ấy, cho nên cần rất nhiều thể lực. Ây da, thì cộng kền quá à. Quên mất còn con này nữa. Cắm hương ở đây còn một cái rương nữa. Cái rương khi nãy chúng ta đi cái đường ở phía dưới chúng ta thấy ấy, thì đây là chỗ có cái rương đấy, có hai đường dẫn đến boss. Mà cái bình này lúc đầu thì mọi người đầy máu thì hồi nó khá là ít, nhưng mà khi mọi người đạt ở ngưỡng, ngưỡng máu tử ấy, là dưới 25% máu ấy, thì nó sẽ hồi cho mọi người rất nhiều máu. Ok, ở đây là cái rương khi nãy chúng ta nhìn thấy này, mà lấy thôi. Rồi, ở dưới kia có linh ẩn mình quên lấy, mọi người có nhớ thì có thể quay lại đó lấy nhé, chỉ cần dịch chuyển thôi là được. Ở đây có rất nhiều cái túi như thế này, nếu như mọi người chưa ra đủ mấy cái túi tơ ấy để mà về cho cái con sâu nó ăn ấy, thì mình có thể farm ở đây, có thể farm xong rồi dùng lệnh bài dịch chuyển về để mà ra farm tiếp. Chỗ này thì khá là nhiều cho nên là cứ farm đi farm lại thế nào cũng ra mà. Rồi, đây phía dưới đây là cái chỗ chúng ta đánh cái con boss bọ trắng khi nãy đấy, nó luôn luôn kiểu có hai đường dẫn tới chỗ của boss á. Rồi chúng ta cứ tiếp tục ngay từ chỗ boss này và có đường duy nhất đi tiếp thôi, và tí nữa nó sẽ lại chia ra hai đường nữa. Rồi, đoạn này nếu như mọi người có làm nhiệm vụ của Mã Huynh ấy thì sẽ thấy Mã Huynh ở đây. Mã Huynh đang bị kẹt trong cái trứng nhện. Mình chỉ cần đánh một hai cái là sẽ cứu được Mã Huynh thôi. Để mình lụm cái này cái đã. Rồi. Mã Huynh à, ra nào. Xiao西天辗转来到潘司令 百目真人，谁知他闭关不见，还把我捉进洞来。我听说那蜘蛛精大多如狼似虎，可能正需我这般精壮汉子补补元气。哎呀，今日多亏猴兄弟，若非你一路相救啊，我怕是回不成火焰山了。 猴兄弟可曾听过天命人，说是有位天命人一路大赦，誓要救活孙大圣。我家大王与孙大圣曾是结拜兄弟，大圣陨落后，大王好似变了个人，将我等遣散。那天命人若真能救活孙大圣，在下也愿助其一臂之力。这一路来，我到处求人。 虽既穷力竭，一无所获，却也想通了。猴兄弟，我已做好打算，求人不如求己，他们不救，
我自己去救，他日若能在火焰山相逢，定与你饮酒欢会，万万保重。这一路来，我到处求人。 Rồi, sau khi chúng ta chuyển với lại Mão Huynh thì sau này chúng ta sẽ gặp lại Mão Huynh ở cấp tên 5, Hỏa Diệu Sơn. Đó, Mão Huynh thì đang trên đường đi cầu trợ giúp để cứu... Ngu Ma Vương. Ngu Ma Vương khi mà sau khi Đại Thánh chết ấy, thì... kiểu ổng trở nên hoàn toàn khác với lại đuổi tất cả những... cái gọi là cái gì nhỉ? Mình chắc khá là ít từ nhỉ, những huynh đệ hoặc là những tay sai của mình đi, giống kiểu là ổng đang cố gắng che giấu điều gì đó. Mã Huynh là một người rất trung thành, cũng đang cố gắng trên đường đi kiếm cách để mà trợ giúp cho Ngu Ma Vương. Nên làm nhiệm vụ của Mã Huynh ngay từ chapter 1 để sau này có được một cái vật phẩm, phải nói là biến hình thành Mã Huynh để giúp roi điện khá là ngầu. Chúng ta có thể đi vả mấy con boss trông khá là sướng tay. Cái trò quất roi điện đó rất là mạnh. Mày qua đánh kịp. Đấm bằng xoay cô rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái miếu nhỏ và đây là vị trí của cái lá bùa thứ hai, khá là dễ lấy, nhưng mà còn một lá bùa nữa, sẽ có rất nhiều bạn bỏ qua cái lá bùa đấy. Và gần lá bùa đó có một con boss cực kỳ khó chịu và mình sẽ chỉ mọi người cách đánh con boss đó dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần đến cái miếu nhỏ này nghỉ ngơi và chuẩn bị đánh một con boss cái đã. Rồi, phong ấn thứ hai đã được mở. Ở đây có cái nấm và nó không phải là yêu quái đâu nha. Rồi, ở đây là cái đường phía dưới và Mão Huynh vẫn còn ngồi ngay đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến qua bên đây. Ở đây sẽ có một con boss. Con boss này là một cái bàn tay. Và nó là một cái vật thí nghiệm của Thiên Đình với lại Bách Nhãn Ma Quân. Và bàn tay này là của ai? Tí nữa mình sẽ kể mình nghe nhé. Ây da, quên mất cục đá lúc nào sẽ rớt đầu. Mẹ mày trời thế nhờ. Rồi, đọc nào. Ôi giời ơi, nói chung con này không có gì gọi là khó đâu mà. Có điều là nó cứ đi qua đi lại thôi. Mọi người cứ dựa đuổi theo mà đánh thôi. Thân lại quay cô ta hồi lại cái chơi bắn.
sẽ cố gắng tích điểm nổ côn để đập nó một cái cho mình được. Đứng đi nào. Ok, để mình hồi được cho mình thách. Ăn gãy cái lóc không? Rồi nha, khi mà một người đánh nó thấp máu, bắt đầu nó sẽ hiện lên hình là một con sâu. Đó là người dịch chuyển lập tức ra sau lưng nó. Mình sẽ tụ hình tán khí ra sau lưng nó. Nếu mà người ăn phải cái nấm độc này á, cái đống độc này chắc chắn mọi người sẽ rất dễ bị đi cái thương rất nhiều luôn. Rồi để hết độc rồi mình vào đó. Rồi nó sẽ thả rồi, nó né. Cái gì đó. Ây da, má xích cúp luôn. Hay lắm, nhớ né. Ôi trời ơi. Mình có thể dùng cái pháp bảo gì không? Để có thể làm cho nó ngã xuống để mà quay chân thêm. Chật vật mà phải nói là đánh con này thì mình chưa bao giờ kiểu chật vật như thế này, kiểu nó khá là dễ lắm. Đây là một sản phẩm thí nghiệm thất bại và nó rất là yếu. Và lúc này thì Bách Nhãn Ma Quân đã chuyển sang một cái thí nghiệm khác, kiểu tàn nhẫn hơn và nguy hiểm hơn. Nhưng mà không sao, chúng ta đã đến cảng khỏi cái thí nghiệm đó rồi. Tí nữa chúng ta vào map ẩn, chúng ta sẽ thấy được cái thí nghiệm đấy. Đây, nhờ anh Tỷ Tỷ lại ra giúp thêm một vé nữa ha. Kiểu cũng thấy mình là gỡ mấy lá bùa ra giùm ấy, cho nên là cũng muốn giúp một tay. Rồi, cái bàn tay này á, là của một vị Bồ Tát. Bồ Tát này có tên là Tỳ Lan Bồ Tát. Ở kiếp nạn mà yêu nhìn nhện ấy, thì sau khi mà đốt nhà của tụi yêu nhìn nhện thì thầy trò Đường Tăng có ghé qua một cái trang viên. Cái trang viên này là đạo quán. Đạo quán này trùng hợp là đạo quán của sư huynh của bảy con nhìn nhện này là Bách Nhãn Ma Quân. Bách Nhãn Ma Quân thì là một con rết rất nhiều mắt. Thầy trò Đường Tăng phải nói là rất là chật vật, đến nỗi tất cả những đồ đệ của Tôn Ngộ, của Đường Tăng kiểu bị chúng đập hết. Và chỉ duy nhất một mình Tôn Ngộ Không thôi. Chỉ như trước mình Tôn Ngộ Không là còn xa, còn kiểu là khỏe, không bị trúng độc ấy. Cho nên là Tôn Ngộ Không có nhờ sự giúp đỡ của người thiên đình. Đây, ở đây mọi người chú ý nha, đường ở đây là đường đi cốt truyện chính. Còn bên đây có cái cầu, mọi người đi bên đây trước nha. Bên đây sẽ là đường đi phụ. Và tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Thì khi mà trên đường đi chở giúp ấy, thì Tôn Ngộ Không có bắt gặp một người đang khóc thương cho chồng của mình đã mất. Lúc đó thì người phụ nữ đó có gợi ý cho Tôn Ngộ Không là đến gặp Tỳ Lan Bồ Tát, là người có thể hàng phục được cái con Bách Nhãn Ma Quân này. Và khi khi Tôn Ngộ Không đến tìm Tỳ Lan Bồ Tát ấy, thì Tỳ Lan Bồ Tát có đưa có dùng một cây kim để mà có thể hàng phục con Bách Nhãn Ma Quân này. Và ở cái pháp ẩn của cái chapter này, chúng ta sẽ có được cái bảo vật là cái kim đấy. Cái kim đấy là được luyện từ con trai của Tỳ Lan Bồ Tát, là một con gà. Và tiếng gáy của con gà này cực kỳ rất là mạnh luôn ấy, là nó có thể kiểu gáy, cất tiếng gáy lên một phát thôi là con bọ cạp mà tự động lăn ra chết luôn ấy. Nhưng mà tí nữa tới cái map ẩn ấy, thì mọi người sẽ thấy được con gà đó bây giờ nó sẽ ra sau nha. Ở chỗ này ngay cái cầu, mọi người dùng phép tụ hình tán khí giúp mình nha, đi qua cho nó đơn giản.
Ở đây mọi người mà cố gắng đánh mấy cái bọc nhện này là mọi người sẽ bị rơi xuống dưới đó, cho nên là cẩn thận. Đóng băng. Mình thì thích dùng cái con kim tóc xoáy hơn, con quạ, con đại bàng tóc xoáy ấy. Thì nó sẽ kiểu không có bị mất khoảng cách như thế này, để mỗi lần mình quạt băng ấy, mình sẽ bị mất khoảng cách ấy, mình phải đi bộ tới khá là khó chịu, nó mất khoảng thời gian cái con kia bị đóng băng. Ok xong. Thay phiên cứu hồi thì mọi người cứ khống chế lại để tiếp tục quay cây côn thôi, cây côn để tích điểm nộ côn để đập những người sẵn tiện, còn hồi luôn cả điểm tinh phách nữa. Cái cách chơi nó khá là nhàn và đơn giản như vậy thôi. Còn món vật phẩm để nâng cấp hồ lô. Nghe vị trí này ấy, thì sẽ có một con boss. Đây là một trong những con boss ẩn của game. Mọi người phải đánh đầy đủ 3 con rồng trước. Đây là khi mọi người lấy được cái vảy rồng, mọi người vào những khu vực ẩn để đánh những con rồng. Con rồng này là con của Long Vương đã bị đã bị tiên đế cho tử hình ấy. Thì đây là con rồng cuối cùng và cũng là con khó nhất. Mình biết chắc chắn là sẽ có nhiều người kiểu sẽ ngã xuống đây vài lần mới có thể qua được. Và cũng có nhiều bạn chơi là cũng phải mất cả gần chục tiếng mới qua được. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh con này đơn giản nhất có thể. Rồi, về phần chuẩn bị thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Mình sẽ làm một video riêng chuẩn bị để mà đánh cái con boss này. Mong mọi người ủng hộ mình một view. Ok, bây giờ chúng ta vào đánh boss thôi. Soán quả của Yuan Xian Sheng, liệu sự vô sinh. Nhưng ta ý định không liệu đạo. Tôi hóa vì vấn sĩ. 藏于他身的先父为成全取经而死，我等无一日不想为先父报仇，却无一日不是流离失所，无家可归。 Okay, lại đó mọi người, hồi nãy như nãy không được 10. Mình sẽ cố gắng làm một chút có thể, mình có thể thấy rõ ràng hơn. Đó nè. Thủ bốn này.
quạt gió nè, để vào cái côn nè. Gió nè, lại vào xe cô một chút. Không đánh được mình đâu, mình chống gậy rồi. Những hạn cách cái đã. Ok, tụi mình cứ chắc không có lại ra thêm đòn ấy. Tiếp tục đóng băng nha. Tiếp tục đóng băng nha. Cho okay, mình cách cái đã. Đất công đang trùng với nó lại đây ạ. Đánh này cho ăn cái này tiếp. Tiếp tục cái người đánh như thế này thì không cần phải né, chỉ quay côn đấy. Nó đánh thì mọi người cần phải né trong chạy lên tới là xong. Thân lấy côn để hồi đi xuống sách nó lại tiếp tục cày đất cấy tiếp. Không cháu khá chi không làm gì này. Để một tiếp ủa mình tán khí né luôn. Tiếp tục đóng băng nhá. Thế ạ à? Sao mình chỉ đóng băng thôi rồi lại quay cô chỉ không cắt các. Ok ổn, cho ăn cái gió đi. Xác định thân lại hồi bị nói chung xác định thân nó giống như cái bảo hiểm mà. Thế ạ à? À, tiếp chết. Ok xuống hồ lô một gậy cái lão tô thân để mình hồi sử dụng phương pháp đó. Rồi ăn cái lốc xoáy kìa. Lốc xoáy nó không hay. Đây à, thôi cầm làm sao đứng hình à, nó dễ thì thôi. Ơ kìa thế sao lại bị thống ăn trên trời thế này. Ok đánh đi cũng chả sao. À, con bạch tuộc thì nó né khá là khó ấy. Kiểu nó rất là chậm chạp. Sao thì tự đánh khí này. Né cũng không cần cái né gì đâu. Rồi thầy cô gió thầy cô là xong. Mình cảm thấy như thế này sẽ mượt hơn, mọi người sẽ thấy được đầy đủ hơn. Rồi, ok, thế là chúng ta xong 4 con rồng ẩn trong cái gameplay thủ công rồi. Thế chúng ta sẽ được phép biến hình thành cái con tiểu hoàng long này. Một cái phép biến hình phải nói là mạnh. Mình cảm giác như là nó là một cái biến hình giống chung tất cả các biến hình luôn ấy. Nếu như mọi người biết chơi theo kiểu berry thì khi tích đủ 3 điểm nộ berry từ con này thì một phát có thể tích lũy luôn cả boss. Chung quy会有人来取我们的性命。先生还说，舍身成人便是我族世世代代的天命，我信，但我不认。但愿你的命，不是在为这老天做嫁衣。 皆以诸符，不去相会，更待何时？
传落缘起，不妨再赌一把。Okay, chúng ta được khá nhiều nguyên liệu để nâng cấp vũ khí sau này. Và với cái phép biến hình này ấy, mọi người khi mà tập luyện nhiều ấy, thành thạo, thì đây là một cái phép biến hình phải nói là rất nguy hiểm cho tất cả những con boss. Tại vì mình thấy nó OB vậy, thì tích đầy đủ nộ ấy, kết liễu con boss chỉ trong một nước nhạc luôn ấy. Ok, và bây giờ chúng ta quay về miếu nhỏ nghỉ ngơi thôi, và tiếp tục đi tiếp cuộc hành trình.